Ok, rất vui khi được gặp lại anh em. Em là Tú. Hôm nay em Tú sẽ làm một cái video trên tay cho em các mẫu mà bên em mới về. Ở đây thì em đã chuẩn bị cho anh em đó là 4 mẫu của Omega. Và anh em để ý thấy một điều là cả 4 mẫu này đều có được trang bị dây da. Và hai mẫu của bên tay phải của em đây thì sẽ có dây da màu trắng là dành cho chị em. Còn bên tay trái đó là dành cho anh em. Và cả 4 cái mẫu này thì đều thuộc dòng Seamaster Aquatera. Và tất cả đều là hàng mới 100%, nguyên siêu, full box, full phụ kiện đi kèm, cũng như là được bảo hành chính hãng tại Omega Việt Nam 5 năm và bảo hành sau em đó là 5 năm. Bên em cam kết hàng chuẩn chính hãng cho anh em và bao quay đầu lên đời. Ok, thì bây giờ cùng em khám phá từng chiếc một. Chúng ta sẽ đi từ trái sang phải anh em nhé. Thì chiếc đầu tiên đây là cái hai tấm thẻ của chiếc đồng hồ này đó. Đây, tấm thẻ đầu tiên đó là thẻ bảo hành chính hãng của chiếc đồng hồ này, cũng như tấm thẻ thứ hai thì đây là thẻ chứng nhận máy. Thì anh em có thể thấy chiếc này sử dụng bộ máy 8501 và có mã là 2315 339 210 6003 đó. Còn là mặt sau bộ cái thẻ này, anh em sẽ có một cái thông số như vàng khối 18K, độ chống từ là 15.000 gel, cũng như là vành silicone SI 14 này, vành Balance Wheel và độ chống nước là 100 mm, đạt chuẩn Chronometer, và có được trang bị thêm cả bộ thoát đồng trục coaxial. Và anh em sẽ thấy đây, bộ máy tất nhiên là bộ máy automatic đó. Thì em sẽ để ở đây và cùng cầm trên tay cho anh em trước Omega tuyệt đẹp như thế này. Bây giờ em sẽ bóc siêu chiếc đồng hồ này ra anh em nhé, để anh em xem kỹ càng hơn đó, xem mãn nhãn hơn. Em sẽ lau qua một chút để cho cái lớp vàng nó sẽ được sáng bóng nhất có thể. Đó. Ok, thì trên tay em đang là một chiếc Omega thuộc dòng Seamaster. Với dòng Seamaster này anh em sẽ thấy được các thiết kế rất là khỏe và lam tính. Và em này của em sẽ có size là size 38.5mm. Và độ dày của chiếc đồng này sẽ rơi vào khoảng tầm 11-12mm anh em nhé. Với cái size và phần độ dày như vậy, cổ tay anh em tầm trên 15 và dưới 17 là có thể đeo được chiếc đồng hồ này rất thỏa đảm, rất thoải mái và đẹp mắt rồi. Anh em có thể thấy mặt số chiếc đồng hồ này sử dụng sẽ được hoàn thiện kiểu các đường vân sọc từ trên xuống dưới đó. Và cái mặt này sẽ có mặt màu xám và cũng hơi được trải ti ở trên cái mặt số này, nên anh em nhìn cái mặt số này nó cực kỳ đẹp nhá. Khi mà anh nghiêng từng góc độ này, khi mà có ánh sáng đi qua thì cái mặt số này nó cũng chuyển màu, cũng rất là đẹp mắt đó. Cái mặt tối mà đi với vàng hồng thì gọi là rất hợp với nhau rồi. Cọc số chiếc này sử dụng sẽ là cọc số vạch và bộ kim sẽ được làm kiểu kim mũi tên đó. Và toàn bộ trên bộ kim cũng như cọc số đều có gắn dạ quang. Logo thương hiệu của hãng sẽ được làm bằng vàng khối 18K và gắn lổ trên mặt số. Còn ở bên dưới sẽ được in dòng chữ là Seamaster, dòng chữ Master Coaxial này, Chronometer 100 mm tương đương với 500 feet. Góc 3 giờ anh em sẽ thấy được một cái ô lịch ngày của chiếc đồng hồ này. Chức năng chính đó là kim chỉ giờ, chỉ phút, chỉ giây và chỉ ngày. Và ở bên ngoài cùng của chiếc trên mặt số này, anh em sẽ thấy được các vạch chia phút với 60 phút. Bộ kim có được hoàn thiện cực kỳ tốt anh em nhé. Với Omega thì khỏi phải bàn về độ hoàn thiện rồi anh em ạ. Anh em ạ, các hãng đồng hồ thì thường thì sẽ hơn nhau ở cái độ hoàn thiện và các phát minh cho bộ máy của mình. Ví dụ như Omega thì có bộ thoát đồng trục coaxial và vành silicone SI 14. Và trên cái mặt số trên đồng này, anh em sẽ thấy được bộ kim cũng được hoàn thiện cực kỳ tốt với các đường phay xước ở chính giữa và kết hợp với đó là các đường đánh bóng ở trên cái phần hai bên cạnh. Chúng ta sẽ tạo lên một cái cảm giác cực kỳ tinh tế ở trên cái mặt số này. Cọc số cũng được làm như vậy và cọc số này nó được làm kiểu vuông thành sắc cạnh hơn. Đó. Mặt kính chiếc đồng hồ sử dụng sẽ mặt kính sapphire nguyên khối và được làm kiểu mặt kính cong.
Mặt kính sapphire được phủ hai lớp chống lóa nên anh em xem nhìn ở cái mặt số này nó cực kỳ trong suốt, và nó kết hợp với cái mặt số nó tạo được hiệu ứng cực kỳ tuyệt vời. Phần trên mặt liềng này và phần bên cạnh của phần thân, anh em sẽ thấy được một đường đánh bóng ở phần thân, và phần liềng sẽ được làm kiểu đánh bóng. Thường thì các phần liềng sẽ được đánh bóng để tăng cái độ lấp lánh cho cái mặt số của đồng hồ. Và còn ở bên cạnh thân này, đây là nơi rất dễ bị xước, thì Omega họ đã làm kiểu phay xước ở bên cạnh này. Đó. Một điểm nữa đó là cái phần càng ở trước đồng hồ này sẽ được làm kiểu vát ở bên trong như thế này. Nên anh em nhìn vào phần càng này, nó rất khỏe và nam tính, và chúng ta sẽ chỉ cần nhìn lướt qua thôi là đã biết được đây là một thiết kế của dòng Seamaster của Omega. Còn ở bên tay phải của em thì đây là phần lún trước đồng hồ này. Phần lún này thì đây là lún vặn cổ trai anh em nhé, cũng có xem một cái logo hình móng ngựa của Omega. Và khi mà muốn sử dụng cái lún này, anh em phải vặn ngược lại để mở lún, vặn tiến lên là đóng lún, vặn ngược lại để mở lún này. Đó, và rút ra một lớp sẽ chỉnh lịch, rồi lớp thứ hai sẽ chỉnh giờ. Ví dụ như anh em thấy đây, gần bây giờ hiện tại kim đang chỉ là 10 rưỡi và cái ô lịch đang chuẩn bị nó đang nhảy đi rồi, thì tức là hiện tại đang là 10 rưỡi đêm, thì anh em phải rút kịch kim ra để quay kim, tránh trường hợp mà khi mà mình chỉnh lịch thì cái bộ mày nó ăn vào cái các bánh răng nhảy lịch để nó đang ăn vào mà chúng ta chỉnh lịch thì có thể gây sai số cũng như là gây hỏng hóc đến bộ máy. Còn cứ rút ra một lớp sẽ chỉnh lịch thôi, và đóng lại thì ấn và xoáy. Đó, rất là dễ dàng. Toàn thân chiếc đồng này sẽ là bằng vàng khối 18K anh em nhé. Và đến với bộ dây thì anh em sẽ được trang bị bộ dây cá sấu màu nâu đen, một bộ dây cực kỳ đẹp, với phần trên này được làm hơi độn một chút, còn phần bên dưới này sẽ làm cực kỳ mỏng. Bộ dây này đeo lên tay cực kỳ ôm tay, vì đây là một chiếc hàng mới nên anh em nhìn dây có vẻ cứng thôi, nhưng mà với dây da thì mình đeo khoảng một thời gian thì bộ dây nó sẽ mềm và đeo sẽ sướng hơn rất nhiều. Còn đây là phần khóa chiếc đồng hồ này. Phần khóa này cũng sẽ được làm bằng vàng khối 18K. Anh em có thể thấy số A750-18K ở đây, cùng với đó là mã seri này, chuyện đầy đủ hết tất cả các thứ này để chứng minh cho phần khóa này là vàng khối 18K. Mặt sau sẽ đánh bóng này, mặt trước cũng được đánh bóng. Đó, có logo thương hiệu của hãng, và em sẽ bấm mở khóa đây. Đây là cái khóa bấm dấu dây anh em nhé, nên anh em sẽ không thấy được hai cái đai đĩa để luồn dây. Chúng ta sẽ đeo phần dây đuôi dây này, nó sẽ dấu gập và dấu ở bên trong tay, đeo cực kỳ gọn. Còn ở mặt sau thì anh em sẽ thấy được bộ máy chiếc đồng hồ sử dụng. Đây là bộ máy 8501, một bộ máy in-house do chính Omega nghiên cứu và chế tác, bao gồm tất cả các phát minh, tất cả các tinh túy nhất của thương hiệu Omega. Thì chúng ta sẽ thấy được củ văng cũng như là cầu cân bằng được làm bằng vàng khối 18K. Đó, để nhận biết thì anh em sẽ thấy được chữ A750-18K đây, và chữ A750 ở bên góc tay phải góc 10 giờ. Đó, và bên trên sẽ là số seri được khắc ở trong máy, và số seri cũng sẽ khắc được ở càng đây. Đó, càng bên này thì sẽ khắc A750-18K này. Đó, còn bên này thì chuyện đầu chó này, chuyện cân tiểu ly. Đó. Bộ máy này anh em sẽ có một cái thông số cực kỳ nổi bật với 38 chân kính, tần số dao động là 25.200, và thời gian tích cót của bộ máy này đó là 55 tiếng anh em nhé. Một bộ máy cực kỳ bền bỉ và chuẩn xác. Bộ máy này thì khỏi phải bàn rồi anh em ạ. Độ chống từ là 15.000 dao, cũng như sai số trên đồng này đó là cộng trừ. Em đã đo rất nhiều mốc Omega thì cộng trừ sai số thực tế nó sẽ rơi khoảng tầm 1 đến 2 giây thôi, cực kỳ chuẩn xác, nên anh em khỏi phải nghĩ về cái sai số của bộ máy chiếc đồng hồ này. Một bộ máy cực kỳ đẹp đó. Ok, bây giờ em sẽ lên tay thử cho anh em chiếc đồng hồ này nhé. Với size 38.5 như em đã nói thì cổ tay anh em tầm trên 15 và dưới 17, thì đeo chiếc đồng hồ này cực kỳ đẹp, như cổ tay em cổ tay 16 đây, đeo lên tay rất vừa vặn và thoải mái. Đó, anh em là cổ tay tầm như em đã nói thì đeo chiếc đồng này cực kỳ đẹp. Đó. Chiếc này của em đem ra giao lưu với anh em một mức giá cực kỳ tốt, đó là 225 triệu anh em nhé. Đó. Ok, thì em sẽ để ở đây và cùng trên tay cho anh em chiếc đồng hồ thứ hai.
Bây giờ em sẽ bóc siêu và trên tay cho anh em. Còn ở đây anh em vẫn sẽ thấy được hai tấm thẻ chế độ này, một tấm thẻ bảo hành chính hãng cũng như một tấm thẻ chứng nhận bộ máy. Thì ở đây anh em sẽ thấy được bộ máy chế độ sử dụng của là bộ máy 8611, bộ máy lịch thường liên. Còn ở mặt sau anh em sẽ có thông số giống như cái bộ máy trước, tại vì các bộ máy của Omega, bộ máy từ 8500 trở lên thì đều được làm chung trên một cái nền tảng, đó là bộ máy 8500. Thế anh em nhìn thấy ở đây thì chúng ta vẫn sẽ có là vành silicon SD 14 này, bộ thoát đồng trục coaxial đạt chuẩn cho meter. Đó. Okay, em sẽ để ở đây và cùng trên tay cho em chiếc đồng hồ này. Chiếc này của em thì vẫn sẽ có size là size 38mm, 38.5. Và một điểm khác biệt đó là anh em sẽ thấy được ở góc 3 giờ chúng ta sẽ có là lịch tháng và lịch ngày. Đó. Với các mẫu của Omega thì anh em có thể rất dễ nhận biết, ví dụ như có hai lịch ở góc 3 giờ thì sẽ là lịch thường liên, tức là lịch annual calendar, và ví dụ như ở góc 6 giờ và góc 12 giờ đều có ô lịch thì đó là những chiếc day date có lịch ngày và lịch thứ. Còn ví dụ như chỉ có ở góc 3 giờ thôi, chỉ có ô lịch ở góc 3 giờ thôi thì đó là ô lịch thường. Chiếc này thì là một chiếc lịch thường liên. Như anh em đã biết thì lịch thường liên thì nó sẽ tự động phát hiện ra những tháng thừa, tháng thiếu và sẽ nhảy đúng chuẩn theo ngày hiện tại, và anh em không phải chỉnh lịch một bất cứ một tháng nào cả. Chúng ta chỉ cần chỉnh lịch vào tháng cuối tháng 2 hàng năm thôi, cuối tháng 2 của năm nhuận hàng năm thôi. Đó. Với thiết kế và mặt số thì anh em sẽ thấy được rất giống với cái chiếc đồng hồ đầu tiên mà em trên tay. Đó. Vẫn sẽ có size 38.5, thân vàng khối. Đó. Anh em sẽ thấy đây. Chiếc này thì anh em sẽ mở lúc để chỉnh chức năng này. Đó. Chiếc này thì nó sẽ hơi chỉnh khác một chút tại vì nó thêm lịch thường liên. Ví dụ em sẽ rút kỳ ra để em quay kim. Đó, khi mà qua 12 giờ đêm thì đồng hồ sẽ nhảy lịch. Còn kia là lịch tháng anh em nhé, lịch tháng phải hết tháng thì nó mới nhảy. Đó, bây giờ em sẽ dừng ở đây và cùng mở lớp thứ nhất và khi vặn lên. Đó, khi vặn lên thì sẽ là chỉnh lịch ngày. Và các bạn vặn ngược lại sẽ chỉnh lịch tháng, rất dễ thôi. Còn giữa lớp thứ hai sẽ là chỉnh giờ, và khi đóng lại anh em ấn và xoáy chúng ta sẽ đóng được chặt lúm và độ chống nước là 150m. Bộ dây cũng sẽ có bộ dây màu lâu đen. Với thiết kế phần thân vỏ cũng như bộ dây đều giống hệt nhau. Khóa vẫn sẽ khóa là khóa vàng khối 18k được đánh bóng. Còn bộ máy thì nó sẽ có khác biệt một chút về bên trong bộ máy. Còn ở bên khi mà anh em nhìn vào mặt bên ngoài thì chúng ta sẽ thấy bộ máy khá là giống nhau. Cú văng cũng như cầu và cân bằng cũng sẽ được làm bằng vàng khối 18k, chỉ khác mỗi mã máy là 8611. Đó. Chúng ta vẫn sẽ có hai ổ cót ở trên bộ máy này và 38 chân kính. Tần số dao động vẫn sẽ giữ là 25.200. Dòng sản phẩm Aquatera đây. Chuyện là series này, ao 750 18k. Chuyện cân tiểu ly, chuyện vàng khối. Đó. Ok vậy em sẽ lên tay thử cho anh em chiếc đồng này. Một chiếc đồng hồ rất đẹp đúng không anh em? Với cái mặt số cũng như cái thiết kế như thế này, anh em đeo cực kỳ khỏe và nam tính luôn. Đó. Bây giờ em sẽ cầm hai mẫu này lên để anh em dễ nhận biết và cân đối. Đó, hai mẫu gần như là anh em sinh đôi. Chỉ khác mỗi chúng ta sẽ có thêm một cái ô lịch tháng ở góc 3 giờ với chiếc lịch thường liên.
Chiếc lịch thường niên thì em đang giao lưu với anh em với một mức giá cực kỳ tốt, đó là 265 triệu. Tại vì chiếc này nó thêm chức năng thì tất nhiên cái mức giá của nó sẽ phải cao hơn. Đó. Bây giờ em sẽ để đây và cùng trên tay cho anh em chiếc thứ ba. Đây là một chiếc đồng hồ dành cho chị em với cái size mặt, đó là size 34mm. Với size 34 thì rất dễ đeo với mọi cổ tay của chị em. Em đợi em một chút để em bóc cái seal này ra. Cái seal này quấn hơi chặt thì mình cứ để nó đi, chủ yếu là cái mặt số trên đồng này. Anh chị em có thể thấy chiếc đồng hồ này của em có một cái mặt số cực kỳ đẹp, đó là mặt số được làm từ mặt mặt chai, hay còn gọi là mặt khảm chai, mặt khảm chai, mặt xà cừ. Thì cái mặt số này anh em sẽ thấy được chúng ta có rất nhiều vân mây ở trên cái mặt số này, cùng với đó cọc số sẽ cọc số kim cương, và phần liền của chiếc đồng hồ này sẽ được làm bằng liền kim cương, vàng khối và đính kim cương. Tổng cộng trên phần liền này sẽ được đính đó là 42 viên kim cương, và trên mặt số sẽ là 12 viên kim cương. Đó. Rất nhiều kim cương và mặt khảm trai, thân vàng khối cực kỳ sang trọng và quý phái dành cho chị em. Với size 34 thì chị em cổ tay vừa và to thì đeo chiếc đồng hồ này cực kỳ đẹp. Vẫn sẽ thuộc dòng Seamaster, và đây là 2-3 tấm thẻ chiếc đồng hồ này. Tấm thẻ đầu tiên đó là thẻ bảo hành chính hãng, và tấm thẻ thứ hai là tấm thẻ chứng nhận máy, và tấm thẻ thứ ba thì chứng nhận kim cương. Đó, anh em sẽ thấy đây, trên dial sẽ là 12 viên, còn bezel thì sẽ là 42 viên. Đó. Còn đây là bộ máy, đây bộ máy 8521, bộ máy của các mẫu đồng hồ nữ. Mặt số được làm cực kỳ đẹp anh em nhé, và logo thương hiệu của hãng cũng sẽ được làm bằng vàng khối này, và sẽ in lên mặt số cho là dòng chữ Omega, dòng sản phẩm Seamaster. Chúng ta vẫn sẽ có là bộ thoát coaxial và đạt chuẩn chronometer, độ chống nước là 100 km, và ô lịch này thì sẽ được làm ở bên trên cọc số để tránh làm mất cái góc 6 giờ, chúng ta sẽ mất một cái cọc số, sẽ thay vì đó ô lịch sẽ được làm bên trên. Để anh em nhìn cái mặt số này, nó cực kỳ cân đối. Đó. Thân vàng khối 18K, màu vàng hồng. Rất đẹp. Đó. Bộ dây trắng cực kỳ nổi bật. Bộ dây này là một bộ dây da anh em nhé. Bộ dây da màu trắng. Khóa sẽ là khóa bấm chống gập dây. Đó. Phần khóa đặc trưng của dòng các dòng Omega. Còn đây là mặt đáy đây. Em sẽ bóc cái sim này ra. Đó, anh em có thể thấy được bộ máy chiếc này sử dụng bộ máy 8521. Bộ máy này thì củ văng cũng như là cầu cân bằng cũng sẽ được làm bằng vàng khối 18K. Đó. Chúng ta sẽ có 28 chân kính, tần số động là 25.200, và em này thì sẽ có thời gian truy cót là thấp hơn, đó là 42 tiếng. Một bộ máy cực kỳ đẹp. Ở bên ngoài anh em sẽ thấy được các thông số như là vành silicon SD 14 này, chuyện seri ở góc 11 giờ phần càng, còn 4 càng vẫn sẽ có chuyện AU30 18K. Chúng ta sẽ có là độ chống từ 15.000 gel, cũng như là dòng sản phẩm Aquatera, độ chống nước là 150m. Độ chống từ là khi mà chúng ta để gần những cái vật có nam châm hoặc có từ tính, thì ví dụ như những chiếc đồng hồ nào không có chống từ thì khả năng bị nhiễm từ dẫn đến sai số là cực kỳ lớn. Với những chiếc của Omega này thì anh em để thoải mái luôn, nó không bị sai số, nó không bị ảnh hưởng bởi từ trường, nên bộ máy vẫn hoạt động rất bền bỉ và chuẩn xác. Đó, mặt số cực kỳ đẹp, mặt khảm trai.
Chiếc này là một chiếc hàng mới thì em đang giao lưu với anh em một mức giá cực kỳ tốt, đó là 255 triệu anh chị em nhé. 255 triệu cho một chiếc có rất nhiều vàng kim cương, mặt khảm trai. Size 34. Và em sẽ để ở đây. Và cùng trên tay cho anh chị em chiếc đồng hồ cuối cùng. Chiếc này cũng sẽ giống về thiết kế với chiếc lữ vừa rồi, nhưng chiếc lồng này nó sẽ khác một chút, đó là phần thân sẽ làm bằng thép, còn lại và phần liềng cũng sẽ được làm bằng vàng khối 18K và gắn kim cương. Ở đây em sẽ có là vẫn sẽ có là 3 tấm thẻ, một tấm thẻ chứng nhận kim cương, một tấm thẻ bảo hành và một tấm thẻ chứng nhận máy 8520. Về thông số thì vẫn sẽ giống cái bộ cái chiếc đồng hồ kia thôi. Còn đây là tấm thẻ kim cương, đây vẫn sẽ có là 42 viên kim cương, 12 viên kim cương gắn trên cọc số. Đó. Size 34 mm, mặt số khảm trai, cọc số kim cương, liềng sẽ là làm kim cương, rất nhiều kim cương trên cái chiếc đồng hồ này. Đó. Chiếc này thì sẽ có mức giá nhẹ nhàng hơn khi mà phần thân sẽ được làm bằng thép và chỉ có phần liềng và mặt khảm trai, cọc số kim cương được gắn trên cái mặt số thôi. Anh em vẫn sẽ có đó là bộ thoát Master Coaxial đạt chuẩn Kilometer và phần lúm đây để chúng ta sẽ có 150m chống nước. Đó. Đầu tiên thì em sẽ quay kỹ cái phần mặt số để anh em có thể nhìn rõ nhất cái phần mặt số này nhé. Bộ kia này là bằng vàng khối 18K. Mặt số khi mà chúng ta nghiêng qua từng góc độ này, cái mặt nó chuyển sắc thái cực kỳ tuyệt vời. Đó. Còn đây là mặt sau. Mặt sau thì anh em vẫn sẽ có là bộ máy 8520. Bộ máy 8521 thì sẽ có củ văng cũng như là cầu cân bằng làm bằng vàng khối 18K. Còn bộ máy 8520 thì toàn bộ sẽ được làm bằng thép và gắn cho những cái mẫu có thân thép. Đó, anh em có thể thấy nó chỉ khác nhau mỗi như vậy thôi, còn thông số thì sẽ vẫn như nhau. Dòng sản phẩm Aquatera của chúng ta là 150m, chúng ta vẫn sẽ có độ chống từ là 15.000 nhau. Đó, em sẽ lên tay thử cho anh chị em xem nhé. Đó, với như cổ tay của em, cổ tay 16 đây, mà em gồm thử lên tay thì với cổ tay lam thì hơi nhỏ, nhưng mà với cổ tay lữ thì đeo cực kỳ vừa vặn và xinh xắn. Như em đã nói thì size 34 phù hợp với những chị em có cổ tay vừa và nhỏ. Bây giờ sẽ cầm cả hai mẫu này để chúng ta sẽ cùng có một cái góc nhìn tổng quan nhất với hai mẫu. Một bên tay phải của em là vàng khối 18K toàn thân, còn bên tay trái đó là thân thép và liềng vàng khối cọc kim cương. Đó. Chiếc thân thép này thì em sẽ bán ở mức giá đó là 185 triệu, mức giá mềm hơn rất nhiều so với một chiếc vàng khối. Đó. Chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn ở hai cái mẫu này. Đó. Và bây giờ em sẽ cầm trên tay cả bốn mẫu để chúng ta xem một cách trực tiếp nhất. Đó, cả bốn mẫu. Ok, thì trên tay em đang là 4 mẫu. Trong cái video này em muốn giới thiệu đến với anh em cái mẫu đầu tiên, đó là mẫu của lữ size 34, thân thép liềng vàng. Thì chiếc này có mức giá là 185 triệu. Còn chiếc thứ hai, chiếc cũng size 34, thân vàng khối 18K, mặt khảm trai, thì có mức giá là 255 triệu. Còn chiếc thứ ba, đó là chiếc chiếc lịch bình thường, thì sẽ có giá là 225 triệu vàng khối 18K. Còn chiếc cuối cùng là chiếc lịch thường liên, sẽ mức giá cao hơn 265 triệu. Đó. Anh chị em quan tâm bất cứ mẫu đồng hồ nào của bên em thì có thể qua trực tiếp xem số 78 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, hoặc số 17 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội. Anh em trong Hồ Chí Minh thì có thể qua số 82 đường số 2, phường 26 quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh để giao dịch và lên tay trực tiếp. Số điện thoại của em đó là 036 662 1996, em có để dưới góc màn hình, anh em có thể liên hệ trực tiếp với em để em giải đáp hết, có thể giải đáp hết tất cả thắc mắc mà anh em đang quan tâm về bốn mẫu đồng hồ này. Đó. Video của em đến đây là em xin kết thúc. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị em.